Thằng ra mèo rồi. Anh giả hơi mèo. Thằng ra mèo à. Ha, thằng ra mèo. Bánh về nó vô. Đừng có nha, đừng có nha. Các bạn ơi, ở trên dưới này xin tôi làm di chuyển ra bên ngoài giúp con ạ. Con xin lỗi ạ. Rồi các bạn ở bên này chúng ta không thể hình vui làm di chuyển vào bên tay cốc cây để tránh mọi người đến hình ạ. Con xin lỗi ạ. Thế rồi chúng ta vào và chúng ta không như đấy vẫn vô hình mà. Xin lỗi ạ. Chúc chúng con tạm biệt hình với ạ. Lên hình chưa ạ? Vào hình. Vẫn vướng, vẫn vướng. Đánh giá à? Người hết quá. Góc kia rồi. Góc bên này à? Hướng người. Hướng người. Hướng người bên này. Người vẫn lọt vào hình. Bây giờ mời hết vào đi. Mời hết vào, mời hết vào. Bên ngoài đi vào. Thôi ok đi ạ. Bây giờ là chụp hình là vừa vướng người bên ngoài á. Đây này, ông nào nói, ông nói đi. Không ra cái gì thật nhỉ. Rồi các bạn ơi, ở đây chúng ta không nhìn dưới hình ạ. Chúng ta xin vui lòng di chuyển vào bên trong này ạ. Mà chúng ta đi làm bên chủ trên kia. Anh em, anh em. Con xin vui lòng mà cái hình của giúp con để tạo để cái kỷ niệm cho đại hội hôm nay ạ. Xin vui lòng giúp đỡ của giúp con. Xin lỗi, con cùng con ấy. Con cùng con ấy ngồi với các bạn đào hết vào trong. Hai người là các bạn dịch hết sang bên này. Xin các bạn dưới góc tay ấy. Đứng ở đấy nhìn đùm đùm đấy gì. Rồi các bạn cố gắng đứng sát cạnh nhau nào, các con đứng sát cạnh nhau. Ở cái chỗ để mưa tôi bốc con là con đây. Đứng sát cạnh nhau, đứng sát cạnh nhau. Lên đây chưa? Có vấn đề gì không? Rồi, sau đó về ra trường văn sẽ tăng lên vật tắt của các bạn vào. Chúng ta đang đây, chúng ta đang đây. Các bạn cũng đang đây. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Đây ơi, đây ơi. Bây giờ là cho mấy người ngồi này, sao đứng đây nó mới nhìn mọi người mới nhìn rõ được. Ừ, đúng rồi, chúc chàng nó đừng con đi anh cho nó ngồi xuống. Đó là mấy người này gần này cho ngồi xuống rồi mấy người xa là đứng đây mình thấy được. Trời ơi, mấy người xuống rồi. Tóc rất là đẹp. Cái vòng tròn này. Nghĩa là cái vòng tròn ngồi này, ví dụ như là ngồi đứng gần gần đây. Trời ơi, mấy người xuống rồi. Các bạn ơi, xòe tay lên trời cả mấy hả? Dạ, bây giờ cái vòng tròn mọi người ngồi xuống rồi. Rồi, ok ạ. Rồi, xin mời vào trạng hạng. Vòng tròn ok, vòng tròn ok. Vòng tròn ok. Cái tham gia đứng rồi, vòng tròn ngồi. Vòng tròn ngồi xuống. Vòng tròn xuống, ngồi xuống. Cái thanh ra đứng rồi. Tham gia đứng rồi. Tham gia đứng rồi. Ồ, đó. Đó, đó, đó. Rồi các thanh giá là cao dần dần lên đấy. Đứng dần dần lên đấy. Rồi, rồi, cái tắt mặt cô. Bây giờ thì nó cũng ra rồi. Rồi, một lần nữa chào nhau các bạn ơi. Thank you.
sẽ chạy ồ một phát vào cái vị trí này nhá, để chúng ta thử những cái hình nhá. Camera quay video chuẩn bị. Được chưa? Rồi ơi, xin mời người về cao 3 mét. Rồi 1, 2, 3 chúng ta vào vị trí xem nó có ra cái gì. Lấy phương ảnh mà bắt đầu chấp hình. Rồi 1, 2, 3 chúng ta tặng vào trong đi ạ. Rồi xin mời di chuyển vào trong để chúng ta tặng ra ngoài. Đi vào trong đây các bạn ơi, bước vào trong, Ok. Chúng ta vào là nóc nhà chúng đẹp ấy. 1, 2, 3 về thử các cái hình của chúng ta không ra. Rồi xin mời các bạn hãy cùng thưởng thức hình tràng hạt cho nắng năm mươi cười của chúng ta. 3, 2, 1. Rồi sau đây chàng hạt đây, chàng tròn đâu ạ? Chúng ta chưa liên kết với nhau rồi ạ. Đó, chúng ta phải liên kết với nhau được chưa? Rồi liên kết với nhau, ra được hình không? Ra được hình không ạ? Ra được. Còn ý kiến. Ra được hình không? Rồi, mời các bạn viên di chuyển vào trong nhảy với nhau bài cưới tình chung sống. Rồi, đây là viên ơi, di chuyển vào trong. Vâng, con xe hạt của chúng ta đã kết thúc cho chương trình trung hòa trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhảy bài cuối cùng và chúng ta sẽ
phần thi sinh hoạt của chúng ta. Đội số 1, đội số 2, đội số 3, đội số 4, đội số 5, đội số 6, đội số 7, đội số 8, đội số 9, đội số 10. Mỗi đội một hàng dọc. 5, 4, 3, 2. Thank you.